Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 14 tháng 11, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Kiên trì cầu nguyện, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Luca chương 18 từ câu 1 đến hết câu 8. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Luca chương 18 từ câu 1 đến hết câu 8, bản truyền thống hiệu đính. Đức Chúa Giêsu kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Ngài phán, trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vì nể ai cả. Một bà quá trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa, xin hãy xét xử cách công minh cho tôi để chống lại kẻ thù tôi. Quan tòa từ chối một thời gian, nhưng sau đó ông tự nhủ, dù ta không sợ trời, cũng chẳng nể người, nhưng vì bà quá này quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình. Chúa phán, các con có nghe lời quan tòa bất chính đó nói không? Vậy, lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi con người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng? Câu gốc hôm nay được chép trong Luca chương 18, câu 1. Cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Mila, một nhân viên ở tiệm bánh, cảm thấy bất lực vì không thể biện hộ cho mình khi bị người quản lý buộc tội ăn cắp bánh mì nho khô. Lời buộc tội vô căn cứ và việc trừ lương chỉ là hai trong số nhiều hành động bất công từ quản lý của cô. Chúa ơi, xin giúp con. Mila cầu nguyện mỗi ngày. Con cảm thấy thật khó để làm việc dưới cô ấy, nhưng con cần công việc này. Chúa Giêsu kể về một quá phụ cũng cảm thấy bất lực và đi tìm sự công minh để chống lại kẻ thù. Bà đã tìm đến một người có thẩm quyền để giải quyết vụ việc của mình. Đó là quan tòa. Mặc dù biết rằng quan tòa không công bằng, bà vẫn kiên trì tiếp cận ông. Phản ứng cuối cùng của quan tòa hoàn toàn khác với Cha Thiên Thượng của chúng ta. Đứng nhanh chóng đáp lại bằng tình yêu và sự cứu giúp. Nếu sự kiên trì có thể khiến một quan tòa bất công giải quyết vụ việc của một quá phụ, thì Chúa, vị thẩm phán công bằng, sẽ cứu giúp chúng ta nhanh chóng đến giường nào. Chúng ta có thể an tâm rằng Ngài xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài. Và kiên trì cầu nguyện là một cách để bày tỏ đức tin của chúng ta. Chúng ta kiên trì vì tin rằng Chúa sẽ giải quyết tình huống của chúng ta bằng sự khôn ngoan toàn hảo của Ngài. Cuối cùng, người quản lý của Mila đã từ chức sau khi các nhân viên khác phàn nàn về hành vi của cô ấy. Khi chúng ta bước đi trong sự vâng lời Chúa, hay kiên trì cầu nguyện, biết rằng sức mạnh của lời cầu nguyện chúng ta nằm trong tay Đấng lắng nghe và cứu giúp con cái Ngài. Có khi nào bạn cảm thấy muốn từ bỏ việc cầu nguyện không? Bạn có suy ngẫm về bản tánh công bình của Chúa khi cầu nguyện bằng cách nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa yêu thương, xin nhắc nhở con về sự công bình của Ngài và giúp con tiếp tục kiên trì cầu nguyện. Dù cho con có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý thính giả thân mến,
Ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.